Quý cô bác anh chị Nhâm Dần thân mến, chắc chắn ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, không phải sống trong cảnh nghèo hèn túng thiếu, nhưng khổ nổi, đó là điều không thể, bởi vì trong cuộc đời là một chuỗi liên tục những sự kiện, có lúc vui, lúc buồn, có lúc thuận lợi và cũng có những lúc trắc trở, đó là quy luật tự nhiên mà chúng ta không thể thay đổi được. Thay vào đó, chúng ta nên học cách nhận thức và đối diện với thực tại bằng một tâm thái tích cực, lạc quan và luôn biết ơn, bởi vì những khổ đau trong quá khứ đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, những niềm vui trong hiện tại là phần thưởng xứng đáng cho chúng ta và những hy vọng trong tương lai là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu. Thời gian qua, cô bác anh chị Nhâm Dần đã dũng cảm vượt qua muôn trùng sóng gió của cuộc đời và đã gần hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hãy tự hào về bản thân và hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn bình an, yêu đời cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi biết rằng bản mệnh Dâm Dần cũng đang mệt mỏi rất nhiều, tuy nhiên Minh Đường Tử Vi không phải là bậc thần thánh có phép màu và không thể cho cô bác anh chị Nhâm Dần được sống trong nhung lụa, tiền vàng đầy két, giàu sang phú quý, nhưng đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi có thể luận giải và dự ngôn những việc sắp xảy đến trong tương lai, để phần nào giúp cô bác anh chị có thể cải vận thu hút tài lộc may mắn, xóa đi phiền muộn, âu lo, sau đó giành lấy sự tự do, giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu cô bác anh chị Nhâm Dần đã hữu duyên nghe được đến đoạn này, quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh để gửi tín hiệu đến cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị còn đang hiện hữu trên chiếc màn ảnh nhỏ này. Thưa cô bác anh chị Nhâm Dần thân mến, sau đây là đôi lời dành cho Nhâm Dần và cho cả đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, cho những người đang vất vả lo toan nhưng vẫn phải nhận lại sự tủi nhục, mất mát, đau thương đến cùng cực và bị người đời phụ bạc hắt hủi. Đó là những thứ mà mỗi một kiếp người trong chúng ta ai cũng phải trải qua một lần. Nó chính là những thử thách rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người mà chúng ta cần hoàn thành để trở nên trưởng thành và lớn mạnh hơn trước phong ba bão táp của cuộc đời. Nhâm Dần thân mến, khi chúng ta thất bại, việc đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là không bao giờ được đổ lỗi. Việc đổ lỗi chỉ khiến cô bác anh chị mất thời gian và năng lượng, thậm chí mãi dậm chân một chỗ mà không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, hãy tự kiểm tra lại xem cô bác anh chị đã chú tâm làm hết khả năng của mình chưa, đã tận dụng được tất cả các nguồn lực và trí tuệ của bản thân hay chưa. Hãy tự vấn xem liệu cô bác anh chị đã thật sự tập trung vào mục tiêu của mình hay chưa, hay lại để những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định của mình. Khi cô bác anh chị nhận ra được điểm yếu của mình, hãy bình an chấp nhận nó và rút ra bài học cho lần sau, đừng để cho sự thất bại làm cô bác anh chị nản lòng hay từ bỏ. Chỉ cần cô bác anh chị vẫn giữ được niềm tin và sự kiên tâm thì không gì là không thể, chút khó khăn ở hiện tại cũng chỉ như mấy hạt mưa bụi đến rồi đi. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng cô bác anh chị sẽ sớm tìm được ánh sáng ở cuối đường hầm và thành công rực rỡ trong tương lai. Quý cô bác anh chị tuổi Nhâm Dần thân mến, sợ hãi khi làm một điều gì đó lớn lao, sợ hãi khi làm một điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu trong chúng ta, ai cũng vậy. Nhưng cô bác anh chị nên dành nỗi sợ đó cho cái khả năng cô bác anh chị sẽ mãi dậm chân một chỗ, đứng yên ở cái điểm hiện tại, nơi đã và đang khiến cô bác anh chị mỏi mệt nghèo hèn và vẫn mãi như thế cho đến cuối đời. Thay vào đó, chúng ta hãy biến nỗi sợ này thành động lực, biến nó thành chất xúc tác mang đến sự thành công và giàu có thịnh vượng cho gia đình thân yêu, cho chính bản thân cô bác anh chị. Chắc hẳn có rất nhiều cô bác anh chị cũng có cùng suy nghĩ giống Minh Đường Tử Vi. Đôi lúc chúng ta thường nghĩ rằng nếu cuộc đời này là một sự sắp đặt, vậy việc gì chúng ta phải cố gắng để rồi nhận lại những điều mình không mong muốn. Nếu vận mệnh của mỗi người như một cuốn sách đã được viết trước, vậy mọi sự nỗ lực còn có ý nghĩa gì đây? Vì đôi khi ở phía cuối trang sách của cuộc đời, đơn giản chỉ là một cái kết, còn cái kết đó có hậu đẹp hay không lại do tự bản thân cô bác anh chị viết lên. Vì thế cô bác anh chị vẫn là người làm chủ vận mệnh của mình. Minh Đường Tử Vi biết rằng điều đó nằm ngoài khả năng của cô bác anh chị, nhưng nếu cô bác anh chị Nhâm Dần, chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần duy nhất. Thay vì đầu hàng trước số phận, cô bác anh chị hãy cứ kiên tâm và kiên cường bước tiếp, luôn học hỏi trau dồi kiến thức để nâng tầm bản thân mỗi ngày. Minh Đường Tử Vi tin rằng, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ hoàn thành xuất sắc trang cuối của cuộc đời. Còn đang giang dở phía trước, Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, cô bác anh chị nhé. Quý cô bác anh chị đã bao giờ tự hỏi, tôi là ai chưa ạ? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu về những nét đặc trưng của quý cô bác anh chị nhé.
Hổ tượng trưng cho sức mạnh vĩ đại nhất trên toàn cầu và là hình tượng bảo vệ đời sống con người. Người xưa tin rằng, có người tuổi Dần trong nhà thì không sợ gì trộm cắp hỏa hoạn và những kẻ có tà ý. Tuy nhiên, nếu có hai con hổ trong cùng một nhà, thì một con sẽ phải ra đi. Mạnh mẽ, tự tôn và khó lường, tuổi Dần có tính cách của những nhà chỉ huy can đảm và mạnh mẽ. Họ thích chỉ huy người khác và khát khao được là người số một. Trong bất kể trường hợp nào, Dần cũng là người tiên phong, bắt tay vào hành vi. Họ rất can đảm và mạnh mẽ, quả cảm và hoang dã. Bản năng làm mưa làm gió, cộng với ý chí sắt, hoàn toàn có thể khiến họ gặp rắc rối, nhưng cũng hoàn toàn có thể làm mồi châm ngọn lửa thành công xuất sắc. Người sinh năm Dần có sức mạnh và sự kinh khủng, giống như con giáp mà họ mang tên, lòng can đảm và mạnh mẽ, khiến họ rất được tôn trọng, ngay cả bởi những kẻ chống đối. Con giáp này rất tự tin, nhiều lúc quá tự tin, họ thích người khác nghe theo mình, nhu cầu làm việc gì đó khác thường là động lực lớn nhất của người tuổi Dần. Và đó là một trong những nguyên do vì sao có nhiều nhà tư tưởng, người chủ trương cải cách và nhà thám hiểm sinh vào năm Dần đến vậy. Nếu tăng trưởng thái quá, đậm cá tính này hoàn toàn có thể đẩy họ tới chỗ làm bất cứ điều gì, miễn là mở ra được xu thế mới. Tính cạnh tranh đối đầu là đặc thù điển hình nổi bật của tuổi Dần, đơn thuần vì họ khó hoàn toàn, có thể bỏ lỡ thử thách. Đặc biệt quan trọng là khi danh dự bị rình rập đe dọa, hoặc khi cần bảo vệ những người mà họ yêu thương, khi phải đương đầu với khó khăn vất vả. Tuổi Dần tự tin, mãnh liệt, chắc như đinh, sẽ tiếp đón thử thách và chiến đấu đến cùng. Con giáp này hoàn toàn có thể mạo hiểm cả khi không thiết yếu, cực kỳ ghét khi bị phớt lờ, họ thích là trung tâm của sự chú ý. Người sinh năm Dần không hài lòng nếu những nỗ lực của mình không được thừa nhận. Họ không thích bị xếp hạng thấp hơn người khác trong việc làm. Sự nhanh gọn và mưu trí sắc bén giúp tuổi Dần học rất nhanh. Bản tính chóng chán cộng với khát khao thử thách khiến họ đỡ nghề nhiều hơn với các con giáp khác. Một số người sinh năm Dần tuy không liên tục đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung tiềm năng trong đời sống. Các ngành nghề thường thích nhất cho họ là diễn viên, nghệ sĩ hài, nhạc sĩ, nhà văn, tài xế, phi công, chiêu đãi viên, nhân viên cấp dưới du lịch, nhân viên cấp dưới quảng cáo, đảm nhiệm nhân sự. Khả năng tài chính của người sinh năm Dần phụ thuộc nhiều vào vận may. Họ thích tiêu tiền và rất hào phóng. Họ có thể khá bốc đồng trong chi tiêu vì biết rằng mình luôn có thể kiếm nhiều hơn thế bằng cách này hay cách khác tùy theo vận may. Người sinh năm Dần có thể phát hiện ra mỏ vàng ngay trước khi phá sản hoàn toàn. Họ sẵn sàng để mất toàn bộ tài sản nếu điều đó đồng nghĩa với việc họ có cơ hội kiếm được gấp đôi. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Nhâm Dần. Sinh năm 1962, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11-2023 âm lịch. Khó khăn xuất hiện là để thử thách năng lực của bản thân. Theo dõi tử vi tháng 11-2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, dù có đối mặt với khó khăn, thì cũng hãy tự tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Mọi người có thể nâng đỡ, hỗ trợ, cũng chỉ làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng mà thôi. Tuổi Nhâm Dần nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ, nhưng ít ai hiểu rằng họ cũng có những điểm yếu nhất định. Nhất là khi một số việc đã lên kế hoạch kỹ càng, lại đi sai hướng, cảm giác mất kiểm soát, khiến họ càng cảm thấy thiếu tự tin. Thế nhưng, nếu còn trách cứ cuộc đời rằng người khác may mắn, còn tôi tại sao lại không, thì có nghĩa là bạn chưa nghĩ thông suốt được mọi việc, không hiểu rõ vai trò của bản thân trong cuộc sống của chính mình, cộng thêm suy nghĩ tiêu cực, càng khiến bạn khó thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Lời khuyên cho tuổi Nhâm Dần trong thời gian này nên tỉnh tâm, nhìn nhận lại. Nếu cần hãy đọc sách để mở mang kiến thức. Ngoài ra bạn có thể gặp gỡ, học hỏi người có kinh nghiệm để sáng tỏ vấn đề. Nguyệt lệnh lâm quan mang tới cho bản mệnh cuộc sống ổn định, vững chắc, nhưng dường như bạn quá cứng nhắc, khá vất vả. Vì phải tự lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, tầm nhìn có vẻ hạn hẹp nên đang thiếu đi sự thông cảm cho mọi người xung quanh. Dường như càng stress, tuổi Nhâm Dần lại càng dễ cáu giận, nóng nảy, lại cộng thêm ảnh hưởng của thiên cầu nên dễ vướng vào thị phi không đáng. Không những thế, việc khó ngủ, tâm trạng hay bất an còn là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này. May mắn là có tả phù nâng đỡ nên dù gặp sao xấu thì tình hình cũng được giảm nhẹ, mọi sự sẽ sớm êm xuôi. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh đang có, linh hoạt tìm cách để thích nghi thay vì đối đầu như trước đây. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11-2023 âm lịch, ảnh hưởng của tỷ kiên nên có thể bản mệnh sẽ cảm thấy bị mất phương hướng với những kế hoạch của riêng mình. Thế nên càng vội vàng, càng muốn đẩy nhanh tiến độ thì càng không đạt được kết quả như mong muốn. Hãy chấp nhận việc bản thân
chậm hơn một chút so với trước đây, hoàn toàn tập trung vào những gì bạn có thể giải quyết trước mắt, thay vì đâm đầu vào mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải. Ngoài ra, để trở nên chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực mình theo đuổi, tuổi Nhâm Dần cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề, hãy xem quá trình này là bạn đang cố gắng để cải thiện năng lực mỗi ngày, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi làm, trở nên chủ động hơn, tự tin hơn. Thời gian tháng 11 âm lịch được xem là phù hợp nhất cho việc học hỏi phát triển bản thân, bổ sung các kỹ năng còn thiếu, còn yếu của tuổi Dần. Nếu có thể, bạn nên tham gia một lớp học về tư duy hoặc về quản lý thời gian lập kế hoạch. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 11/2023 của 12 con giáp âm lịch, tình hình tài chính của con giáp tuổi Nhâm Dần lúc này khá ổn định. Khi không có khoản thu nào tăng đáng kể trong tháng này, việc chi tiêu cũng được bạn kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình trạng của bản thân. Thế nhưng, nếu so sánh với trước đây thì có thể nói là bạn không thoải mái tiêu dùng được như trước. Tuy nhiên điều đó không phản ánh là bạn kém hay không đủ năng động với thị trường. Đơn giản là bạn phải thích nghi với hoàn cảnh, nên dành thời gian học hỏi nhiều hơn về đầu tư và thị trường tài chính, không nên chỉ ăn theo vận may đà tăng của thị trường như những năm trước đây. Tử vi tình duyên. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Nhâm Dần, thêm phần hanh thông thuận lợi, giai đoạn mới yêu mọi thứ đều rất thú vị. Tuy nhiên, đừng quá đẩy tốc độ, khiến mọi thứ diễn ra quá nhanh, tốt hơn hết hãy cứ từ từ tìm hiểu để biết rõ hơn về đối phương sau những buổi hẹn hò gặp gỡ. Thời gian này, tuổi Nhâm Dần cũng nên học cách chia sẻ suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Mục đích quan trọng khi giao tiếp là hiểu ý nhau, do đó đừng bắt đối phương phải suy diễn hay đoán ý của bạn. Tử vi sức khỏe. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy vận trình sức khỏe của bản mệnh không thực sự như ý, từ các vấn đề liên quan đến sức khỏe, tinh thần sẽ ảnh hưởng tới thể chất của bạn ngay lúc này. Nhất là những ai thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, sẽ dễ bị mất ngủ, rụng tóc, ăn không ngon. Nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nó sẽ là nguyên nhân của những bệnh tật khác nữa. Thế nên điều quan trọng nhất trong tháng này đó là gỡ bỏ các vấn đề liên quan đến tinh thần. Nếu có thể, bạn nên tập yoga hoặc thiền, vừa cải thiện sức khỏe, vừa lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12/2023 âm lịch. Tiền bạc khá, tình cảm gặp đào hoa, theo dõi tử vi hàng tháng ở tháng cuối cùng năm Quý Mão, công việc tuổi Nhâm Dần vất vả, nhiều áp lực, còn bị tiểu nhân quấy phá. Tuy nhiên, bản mệnh gặt hái thành quả nhất định, được ghi nhận sự phấn đấu và hưởng mức thù lao xứng đáng. Tài vận trong tháng khá sáng, chính tài ổn định, thứ tài có may mắn, tuy nhiên chuyện hợp tác làm ăn có chút bất thuận lúc ban đầu. Cần tìm cách tháo gỡ mới đi đến thành công, lưu ý có kiếp tài gây hao tốn tiền của dịp cuối năm. Về sức khỏe, cần chú ý tới các vấn đề về tiêu hóa, nhất là tình trạng đau dạ dày, ăn uống quá độ, không đúng giờ, đúng giấc, lại áp lực tinh thần, khiến bệnh trạng thêm nghiêm trọng. Tình cảm gặp trục trặc, nếu có dấu hiệu kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm, cần tỉnh táo đề phòng, hạn chế việc quá thân mật với người khác giới, tránh nảy sinh tư tưởng ngoại tình. Tử vi sự nghiệp. Theo tử vi 2023 trong tháng giáp Tết này, áp lực công việc của người tuổi Nhâm Dần khá lớn, điều này chi phối hầu như toàn bộ cuộc sống của bạn. Có điều tuổi Nhâm Dần linh hoạt và nhạy bén về thời cuộc, vì thế dễ dàng xử lý và hoàn thành mọi công việc được giao đúng tiến độ, thu về không ít thành quả tốt lành. Tháng này, Ất Mộc Lâm Đế Vượng ở Dần, báo hiệu vận khí ngày càng khởi vượng, khó khăn hay thử thách trước mắt, chỉ mang tính tạm thời, chỉ cần tuổi Nhâm Dần tập trung làm, việc gì cũng có thể giải quyết tốt và thu về kết quả mãn nguyện. So với tử vi tháng 11/2023 âm lịch, đây là tháng cuối cùng của năm Quý Mão, mọi việc cần gấp rút hoàn thành, vì thế khả năng cao tuổi Nhâm Dần phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm. Hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc, dù biết là khó khăn, vất vả, thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng 12/2023 vẫn tiếp tục có khởi sắc về phương diện tài lộc, chính tài ổn định, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng nhẹ, theo lịch vạn niên, thứ tài biến chuyển tích cực, có nhiều may mắn, ngoài khoản lương chính thức, tuổi Nhâm Dần còn nhận được mức tiền thưởng, hoa hồng, tiền tặng thưởng, khá hậu hĩnh, xứng đáng với sự phấn đấu miệt mài trong suốt một năm qua. Chuyện hợp tác làm ăn hoặc ký kết hợp đồng
có thể gặp trục trặc lúc ban đầu, bản mệnh cần nhanh trí xử lý, tìm phương án khắc phục thì mọi thứ mới tiếp tục được diễn ra suôn sẻ. Có nguyệt lệnh ủng hộ, không lo hoài công vô ích, có điều sự xuất hiện của kiếp tài có thể gây hao tổn không ít tiền của trong tháng này, tuổi Nhâm Dần cần đề phòng trộm cắp. Tử vi tình duyên. Xem tử vi, vận khí đang dần vượng, kéo theo đào hoa cũng vượng. Điều này có lợi cho những ai còn độc thân, vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên đào hoa quá vượng cũng là con dao hai lưỡi, khiến các cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, chẳng hạn như người thứ ba xuất hiện phá hoại tình cảm lứa đôi. Tử vi sức khỏe. Tử vi tháng 12 theo lịch âm, tiếp tục một tháng nhiều áp lực công việc, nên sức khỏe tuổi Nhâm Dần có không ít bất thường, nhất là các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày, việc tiệc tùng liên miên, ăn uống không đúng giờ giấc, lại thức khuya, áp lực công việc khiến tình trạng đau dạ dày tái phát nghiêm trọng. Ngoài ra sự xuất hiện của hung tinh Thiên Nguyệt mang đềm báo ốm đau, bệnh tật, Dần Mộc không được mùa đông che chở, sức đề kháng kém, dễ bị hàn khí xâm nhập, gây ra các bệnh về hô hấp như cảm cúm, ho hắng. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý vị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Tuổi Nhâm Dần cầm tinh con hổ, gồm những người có ngày sinh dương lịch từ ngày 5 tháng 02 năm 1962 đến ngày 24 tháng 1 năm 1963. Thiên can Nhâm kết hợp với địa chi Dần mang ý nghĩa quá lâm chi hổ, hổ qua rừng. Nhâm Dần 1962 mệnh kim, kim bạch kim. Đối với nam mạng, năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh hỏa, xét theo ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi nhưng có thiên can nhâm, tương sinh với năm giáp, địa chi Dần, bình hòa với Thìn. Nhìn chung năm 2024 được đánh giá là một năm mãn nguyện như ý đối với nam Nhâm Dần. Vận trình tử vi năm 2024 của Nhâm Dần nam mạng có hợp, có xung, ý chỉ rằng trong năm này, mệnh chủ sẽ có cả những thuận lợi và thách thức riêng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, nam tuổi Nhâm Dần 1962 có thể chuyển hóa được, tạo thành kết hỏa bền vững. Nhưng nếu chủ quan, kiêu ngạo thì cơ hội sẽ vượt qua tầm tay. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là người dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi với tinh thần cầu tiến. Năm 2024 này, nam mạng Nhâm Dần, hãy cứ thực hiện những dự định của mình. Nhưng cân nhắc một điều là phải có kế hoạch và sự chuẩn bị trước, lường được những khó khăn sẽ phải vượt qua. Trong năm 2024 này, công việc của Nhâm Dần nam mạng sẽ có nhiều chuyển biến mới, mệnh chủ sẽ gặp gỡ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn, việc có thêm một người bạn đồng hành tin cậy sẽ giúp công việc làm ăn của mệnh chủ có tiềm năng phát triển hơn. Là người quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, nhưng năm 2024 này, nam Nhâm Dần nên thận trọng hơn, cân nhắc thật kỹ càng trước các quyết định đầu tư, hùn vốn làm ăn chung. Ở độ tuổi này, khi sự nghiệp đã ổn định thì mệnh chủ cần bảo vệ thành quả của mình, ưu tiên chiến lược chậm nhưng chắc. Nếu muốn vận tài chính trong năm 2024 được hanh thông, thuận lợi thì nam mạng tuổi Nhâm Dần cần phải nâng cao kỹ năng quản lý tài chính của mình, sống giản dị, cắt giảm các chi phí không cần thiết và điều quan trọng nhất là tiết kiệm hàng tháng. Điều đó sẽ giúp mệnh chủ có được một khoản tiền tiết kiệm trong năm 2024 này. Người xưa có câu, cần kiệm là gốc để trị gia. Một người cần cù chịu khó sống tiết kiệm thì không bao giờ gặp cảnh đói khát. Nếu nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962 hiểu được điều đó và áp dụng vào cuộc sống, làm gương cho con cháu thì sẽ tạo được mỹ đức truyền thống trong gia đình. Trong năm Giáp Thìn, gia đạo của nam Nhâm Dần không tránh khỏi lúc mâu thuẫn. Nhưng nếu như mệnh chủ bình tĩnh hơn, lắng nghe cảm thông cho người khác thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi tốt đẹp. Là bậc cao niên đáng kính trong nhà, Nhâm Dần nam mạng có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Nếu có thể giáo dục, truyền DATH cho con cháu về tam quan đúng đắn, thì thế hệ sau sẽ càng hòa thuận, thịnh vượng. Bước sang tuổi 63, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Với nam tuổi Nhâm Dần, biết quyết sống lâu, sống khỏe của mệnh chủ là ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, tập luyện thể dục thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Bên cạnh đó, trong năm 2024, quý ông tuổi Nhâm Dần nên tránh xa những chuyện thị phi để không ảnh hưởng tới tinh thần, tâm trạng. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Sống tích cực, tự tạo niềm vui cho cuộc đời để mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa hạnh phúc. Riêng với nữ mạng, tổng quan tử vi tuổi Dần 1962 nữ mạng trong năm 2024 không có nhiều biến động,
Năm nay mệnh chủ được hưởng bình an trọn vẹn bên gia đình, người thân. Nữ 1962 cũng có nhiều thời gian để thực hiện những dự định ấp ủ từ trước mà chưa có cơ hội. Trong năm này, mệnh chủ sẽ hoàn thành tốt các công việc liên quan tới thiện nguyện hoặc các hoạt động công cộng, là người có tấm lòng bao dung, cao cả, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nữ mạng Nhâm Dần sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa trong năm Giáp Thìn 2024. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là những người có nhiều tham vọng trong công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu. Khi còn trẻ, tuổi Dần làm việc hết mình để khi về già có một cuộc sống an nhàn hơn. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Dần, năm 2024 là khoảng thời gian công việc đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi nữa. Ngoài công việc chính, mệnh chủ còn tích cực tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và tự tạo niềm vui giản dị cho mình. Bước sang độ tuổi 63, mệnh chủ cần có những khoản tài chính tích lũy lâu dài cho mình, phòng những lúc ốm đau hoặc có việc cần chi tiêu thì sẽ chủ động hơn. Nếu duy trì lối sống lành mạnh, tiết kiệm thì năm 2024, tuổi Nhâm Dần nữ mạng sẽ có được một khoản dư giả. Một người chăm chỉ cần cù, sống giản dị thì không bao giờ gặp cảnh đói khổ. Nếu có khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời, sẽ sớm vượt qua được. Sống đơn giản, không cầu kỳ, không quá xa hoa, đây là lối sống đẹp mà nữ Nhâm Dần nên hướng tới. Trong năm 2023 này, nữ mạng tuổi Nhâm Dần nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, bữa tối quây quần bên nhau, giúp đỡ con cháu trong việc nhà cửa, lắng nghe tôn trọng mọi người, động viên khích lệ nhau là những việc nữ Nhâm Dần có thể làm để vun vén hạnh phúc gia đình. Ông bà ta có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng lúc nào cũng mong muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vì thế việc giữ lửa trong gia đình rất quan trọng để các thành viên gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn. Bước sang tuổi 63, nữ mạng tuổi Nhâm Dần nên duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục đều đặn, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, luôn giữ tinh thần thoải mái tích cực. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, nóng nảy, thù hận rất có hại cho sức khỏe. Trong năm 2024 này, muốn cơ thể khỏe mạnh thì Nhâm Dần nữ mạng nên tránh những tình cảm tiêu cực đó, đồng thời tâm sự nhiều hơn với mọi người xung quanh để giải bày những suy nghĩ trong lòng. Thưa quý cô bác anh chị, muốn sống hạnh phúc, đừng nghe theo 10 lời khuyên dưới đây. 1. Hành xử theo tiêu chuẩn đúng sai. 2. Cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. 3. Chăm chỉ làm việc mới mang đến thành công. 4. Từ chối thất bại. 5. Đừng sống một mình. 6. Cuộc sống này rất dễ chịu, không có gì phải lo phiền. 7. Hãy để tâm đến những điều người khác nghĩ về mình. 8. Bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu gầy hơn, xinh hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn hoặc khỏe mạnh hơn. 9. Cuộc sống này thật bất công. 10. Học hết tất cả mọi điều. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thực ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần. Những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng.